Bây giờ chúng ta bắt đầu tập thể dục nhịp điệu bát quái nội công. Chúng ta khởi động làm nóng cơ thể trước. Hai chân dang rộng bằng hai vai. Chuẩn bị làm giãn cơ thể. Tay trái duỗi thẳng lên trên trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi tay. 2, 2, 3, 4. Chuẩn bị làm động tác giãn lồng ngực. Qua bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Chuẩn bị nhấc cao đùi. Nhấc đùi phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đá về phía sau. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dồn trọng lực vào chân. Chân phải đưa về phía sau. Chân sau cố gắng duỗi thẳng. 5, 6, 7, 8. Chân sau bước về phía trước nửa bước. Nâng các ngón chân trước lên. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cơ thể ngồi về phía sau. 3, 4, 5. Chuẩn bị xoay cổ tay và cổ chân. Xoay bên trái trước. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5. Chuẩn bị làm động tác khí trầm đan điền 3 lần. Lần thứ nhất, hai đùi hơi tấn. Lần thứ hai, khí trầm đan điền. Lần thứ ba, 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm các động tác của nhóm thứ nhất. Làm động tác đấm và đá. Chân phải đưa về phía sau, tay phải đấm. 1, 2, 3, 4. Khi đấm, hãy phát lực từ lưng. Lưng truyền lực cho cánh tay. 5, 6. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên, đấm tay trái, đấm tay phải, đá. Phát lực từ lưng. 7, 8, dùng lực. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm động tác hậu nghệ bắn mặt trời. 5, 6, 7, 8. Đưa chân phải về phía sau. 3, quay sang bên trái. 5, 6, trở về giữa. 8, làm động tác kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, trở về giữa. 8, dùng lực hai cánh tay. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, xoay, giữ cho cơ thể đứng vững. 7, 8, 5, 2, 3, quay sang bên trái. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, xoay. 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, xoay. 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm động tác đánh đầu gối. Đánh đầu gối phải trước. 1, 2, 3, 4. Cùng lúc phát lực cả chân và tay. 7, 8. Hai cánh tay dùng lực. 3, 4, 5. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm thêm 4 lần nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị làm động tác đẩy núi xuống biển. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Đẩy sang bên phải.
6, 7, 8, đẩy bàn tay. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8, đẩy núi xuống biển. 3, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8, đẩy bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8, dùng tiếng hưng hạ để dẫn khí. 3, đẩy sang bên phải. 6, 7, 8, đả thông kinh lạc toàn thân. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8, giữ cho thân trên thẳng đứng khi đẩy tay ra, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8, dùng lực đan điền đẩy lòng bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8, chuẩn bị làm các động tác của nhóm thứ hai. Làm động tác đấm và đá. Chân phải đưa về phía sau, tay phải đấm. 1, 2, 3, 4. Khi đấm, hãy phát lực từ lưng. Dùng lực 2, 2, 3, 4, 5, 6. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên, tay trái đấm, tay phải đấm, đá. Phát lực từ lưng. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị làm động tác hậu nghệ bắn mặt trời. 5, 6, 7, 8. Đưa chân phải về phía sau. 3, quay sang bên trái. 5, 6, trở về giữa. 8, làm động tác kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, trở về giữa. 8, dùng lực hai cánh tay. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, xoay, giữ cho cơ thể đứng vững. 7, 8, mở khí mạch và xương lồng ngực. 3, xoay. 5, 6, 7, 8, 3 lần cuối cùng. 3, quay sang bên phải. 5, 6, 7, 8, dùng lực. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, xoay. 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị động tác đánh đầu gối. Đánh đầu gối phải trước. 1, 2, 3, 4. Cùng lúc phát lực cả chân và tay. 7, 8. Phát lực từ đan điền. 3, 4, 5, 6. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm thêm 4 lần nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị làm động tác đẩy núi xuống biển. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Đẩy sang bên phải. 6, 7, 8. Đẩy bàn tay. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8. Đẩy núi xuống biển. 3, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8. Đẩy bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8. Dùng tiếng hưng hạ để dẫn khí. 3, đẩy sang bên phải. 6, 7, 8. Đả thông kinh lạc toàn thân. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8. Giữ cho thân trên thẳng đứng khi đẩy tay ra, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8. Dùng lực đan điền đẩy lòng bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8. Các bạn làm rất tốt. Chuẩn bị làm động tác thả lỏng. Hít thở sâu 3 lần. Hít vào. Thở ra.
Làm lại một lần nữa. Hít vào. Thở ra. Lần thứ ba. Thở ra. Chuẩn bị tung hai tay về phía sau. Tung tay phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tung tay về phía trước. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duỗi kéo thẳng cánh tay phải. Kéo vai. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 3, 4, 5, 6. Đặt tay phải lên vai trái và nhìn về phía sau. Buông lỏng eo và lưng. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. Cố gắng nhìn về phía sau càng nhiều càng tốt. 5, 6, 7. Dồn trọng lực vào chân. Chân phải đưa về phía sau. Chân sau cố gắng duỗi thẳng. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 3, 4. Chuẩn bị vẩy tay và vẩy chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hít thở sâu 3 lần. Hít vào. Thở ra. Làm lại một lần nữa. Hít vào. Thở ra. Lần cuối cùng, hít vào. Thở ra. Bài tập thể dục nhịp điệu bát quái nội công của hôm nay đến đây là viên mãn. Chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Mời quý vị từ từ đứng dậy, chắp hai tay trước ngực. Việc một năm bắt đầu từ mùa xuân. Việc một ngày khởi đầu từ giờ Dần. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh Kim Bồ Đề đều đặn vào mỗi buổi sáng, nó sẽ khiến một ngày của chúng ta luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy tự tin, tràn ngập các ý tưởng sáng tạo, tràn đầy sức sống và trở thành một người vô cùng hấp dẫn. Tất cả mọi việc trong cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Hãy đọc to lên nhé. Tôi từ bi nhất. Tôi tự tin nhất. Tôi khoan dung nhất. Tôi dũng cảm nhất. Tôi nói có chữ tín nhất. Tôi tuân thủ thời gian nhất. Tôi làm được tất cả. Tôi có trí tuệ nhất. Tôi bác học nhất. Tôi thích đọc sách nhất. Tôi thích quan sát nhất. Tôi thích lắng nghe nhất. Tôi thích tư duy nhất. Tôi nghĩ xong là sẽ làm. Tôi là tinh phẩm do trời đất tạo ra. Tôi là người hấp dẫn nhất. Tôi có thiên bẩm nhất. Giọng hát của tôi hay nhất. Tôi thích được thử thách. Tôi dũng cảm gánh vác. Tôi sẽ thành tựu sứ mệnh của Thiên Phú. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất. Được rồi, bây giờ quý vị hãy xoa xoa tay, xoa xoa mặt.
Hãy từ từ ngồi xuống. Mời quý vị điều chỉnh lại trạng thái thân tâm của mình sao cho thật tốt. Hãy giữ cho thân tâm trong trạng thái an định, thoải mái và thanh tịnh. Bây giờ hãy chăm chú lắng nghe nhé. Xin chào toàn thể các bạn trên cộng đồng mạng. Xin kính chào sư phụ ạ. Hoan nghênh các bạn niệm Phật cùng với chúng tôi. Như vậy, chúng ta sẽ được Phật quang phổ chiếu, được khỏe mạnh sống lâu. Khi gặp dữ thì sẽ hóa lành, và sẽ biến nguy thành an. Vẫn còn nhiều người đang có rất nhiều vấn đề lớn nhỏ về sức khỏe. Chỉ cần siêng năng tu tập là sẽ được thoải mái và hạnh phúc. Ở khóa tu niệm Phật trước, có rất nhiều người đã nhận được hiệu quả bất khả tư nghi. Về mặt sức khỏe thì sức khỏe đã được cải thiện. Về mặt vận khí cho đến tướng mặt cũng đều có sự thay đổi. Thật sự là vô cùng nhiệm màu. Hiệu quả đạt được đến từ sự siêng năng niệm Phật của chúng ta, nó chiếm 10%. Và 90% đến từ sự phổ chiếu của Phật quang. Đây là sự cắt tường và là phước báu mà chư Phật Bồ Tát ban tặng cho chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần chăm chỉ tụng niệm, chúng ta sẽ nhận được những lợi ích vô cùng to lớn. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, chúng ta hãy bắt đầu niệm Phật nào. Hãy tụng niệm trong sự tĩnh tâm và chân thành nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
恩师释迦牟尼佛，南无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 恩师释迦牟尼佛，南
南无本师释迦牟尼佛，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 南无本师释迦牟尼佛。
迦牟尼佛，南无本师释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 迦牟尼佛，南无
本师释迦牟尼佛，南无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 本师释迦牟尼佛，南
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích
迦牟尼佛，南无本师释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 迦牟尼佛。
是释迦牟尼佛，南无本师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 释迦牟尼佛，南无
牟尼佛，南无本师释迦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 牟尼佛，南无本
牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛，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 南无本
是释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。Quý vị đều đã niệm Phật một cách vô cùng chăm chú. Nhân lúc mọi người đang ở trong cảm giác mỹ miều của sự thanh tịnh tự tại sau khi niệm Phật, tôi sẽ tiếp tục gia trì cho quý vị. Nguyện cho tất cả các loại bệnh tật, tất cả các kiểu phiền não đều sẽ biến thành mây khói. Thế giới này vốn dĩ đã được hình thành từ một dạng khí. Vì vậy, khi mà dạng khí này được thông suốt thì tất cả đều sẽ tốt. Tôi có chuẩn bị chuông xoay và sẽ gõ chuông xoay để gia trì cho quý vị. Quý vị chỉ cần buông lỏng cơ thể và ngồi ở đó là được. Một số người có thể sẽ thấy buồn nôn hoặc là sẽ nôn. Tôi tin rằng đây là một điều tốt. Những phản ứng này đều là bình thường. Hãy sẵn sàng chuẩn bị nhé.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Được rồi, quý vị hãy xoa xoa tay. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mặt. Nhẹ nhẹ vỗ vỗ phần đầu. Xoa nắn và kéo kéo tai. Được rồi, hãy tiếp tục vỗ đập cơ thể. Tất cả mọi bệnh tật và mọi phiền não sẽ biến thành khói, biến thành không khí. Tất cả đều đã biến mất rồi. Mọi ước nguyện và những lời chúc phúc của quý vị đều sẽ được Phật quang phổ chiếu. Quý vị sẽ được chư Phật Bồ Tát che chở phù hộ. Sau khi được gia trì như thế này, có những người có thể sẽ xuất hiện một số phản ứng như là nôn mửa. Nhưng nôn xong là sẽ hết, chỉ cần nghỉ ngơi một chút cho thoải mái là sẽ bình thường trở lại. Có một số ít thì sẽ tịch cốc hoàn toàn hoặc là bán tịch cốc. Đây là một trạng thái không dễ đói. Nếu như vậy thì hãy ăn ít một chút, nhưng vẫn cố gắng là hãy ăn một ít thức ăn. Mặt khác, có những người thì lại ăn rất nhiều. Ngoài ra, có những người thì lại ngủ rất tốt. Bởi vì có một số người rất khó vào giấc ngủ. Hiện tượng ngủ vừa ít lại khó vào giấc ngủ, được hiểu là chứng mất ngủ. Sau khi được gia trì như thế này, có thể sẽ cải thiện chứng mất ngủ. Mục đích mà tôi dùng chuông xoay và gõ lên âm thanh nhẹ nhàng êm êm. Không phải là chỉ giúp cho quý vị thư giãn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, mà tôi gõ chuông xoay tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng là để gia trì, để điều chỉnh các vấn đề về sức khỏe, giúp cho quý vị được thoát khỏi bệnh tật, có được sức khỏe, và điều chỉnh tổng thể một cách vô cùng tích cực. Đây là lý do vì sao tôi lại dùng chuông xoay để gia trì cho mọi người. Tôi thấy là hiệu quả mà ngày hôm nay đạt được tốt vô cùng. Đúng vậy à? Bởi vì khi gia trì, tôi nhìn thấy rất nhiều vị thần linh đã trợ giúp và cùng với tôi giúp đỡ mọi người. Vì vậy, hiệu quả của ngày hôm nay tốt hơn so với trước đây. Do đó, hôm nay quý vị sẽ cảm nhận được nhiều hơn về mặt sức khỏe. Quý vị có thể viết bình luận hoặc là email cho chúng tôi. Chúng ta rất cần được gia trì. Hiệu quả gia trì của ngày hôm nay đã rất là rõ ràng. Chúc quý vị khỏe mạnh sống lâu. Nhận được à? Luôn luôn hạnh phúc vui sướng. Nhận được à? Cảm ơn sư phụ à? Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại. Cảm ơn sư phụ à?
Bây giờ chúng ta bắt đầu thu công nhé. Hãy giữ nguyên tư thế ngồi thiền. Cơ thể từ từ cúi đầu xuống sát đất về phía trước. Hai tay duỗi ra tự nhiên về phía trước. Vầng trán cố gắng áp sát xuống mặt đất. Hãy giữ nguyên động tác này và làm theo khả năng của mình. Hãy cố gắng làm sẽ giảm bớt đau nhức và áp lực của phần đùi. Cơ thể chuyển qua bên trái. Hai tay duỗi thẳng về phía trước. Phần ngực cố gắng áp sát đùi trái. Sau đó từ từ chuyển qua bên phải. Hai tay duỗi thẳng về phía trước. Phần ngực cố gắng áp sát đùi phải. Sau đó chuyển về chính giữa. Giữ nguyên ở đó một lát. Từ từ ngồi thẳng lên. Hai tay đặt trên hai đầu gối, chuyển động phần eo. Xoay vòng về bên trái trước. Xoay chậm chậm làm giãn xương cốt và cơ bắp của vùng eo. Sau đó xoay ngược chiều lại. Phần eo trở nên linh hoạt và thông suốt hơn. Hai chân duỗi ra tự nhiên. Vỗ đập một chút. Cố gắng không va chạm vào những người xung quanh. Sau khi vỗ đập xong, điều chỉnh lại tư thế ngồi của chúng ta. Xoa xoa tay. Xoa ấm, xoa nóng tay lên. Xoa xoa mặt. Hai tay đưa từ cằm lên tới vầng trán, rồi tới má. Lướt lòng bàn tay không chạm vào cơ thể. Quán tưởng thấy đóa hoa tươi đẹp. Một hồ nước trong lành yên ả. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Tách 10 ngón tay ra để chải đầu. Đầu ngón tay dùng lực sao cho vừa phải. Các ngón tay chải từ chân tóc phía trán đến chân tóc phía gáy. Quán tưởng đại não và tư duy của chúng ta. Trở về trạng thái minh mẫn, trí tuệ, có trật tự rõ ràng. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Khum hai bàn tay lại, úp lên hai mắt. Năng lượng trên tay sẽ nhuần dưỡng cho mắt chúng ta. Mắt sáng như hồ nước mùa thu trong suốt, sáng ngời. Thị lực càng ngày càng tốt. Dùng đầu ngón tay trỏ và đầu ngón tay giữa. Nhẹ nhàng đẩy từ đầu mắt ra tới đuôi mắt dọc theo mí mắt trên. Đẩy hết những gì không tốt ra khỏi mắt. Đôi mắt trở nên sáng trong.
Sau đó cong hai ngón tay trỏ lại, dùng cạnh ngón tay trỏ nhẹ nhẹ ấn hốc mắt. Xoa dịu sự mệt mỏi của vùng mắt. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Dùng hai đầu ngón tay trỏ ấn vào hai bên sống mũi. Dùng lực vừa phải ấn từ trên xuống dưới. Sau đó dùng hai đầu ngón tay trỏ miết dọc hai bên sống mũi, giúp chúng ta hít thở thông suốt hơn. Dùng sức há to miệng 3 lần. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa nắn từng vị trí của hai tai. Nơi nào có cảm giác đau thì xoa nắn nhiều hơn. Sau đó lấy đầu ngón tay kéo tai ra hướng ngoài. Sau đó kéo xuống dưới. Xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Trước tiên, dùng tay trái xoa gáy. Dùng lực vừa phải xoa đi xoa lại. Xoa ấm, xoa nóng lên, xoa đến khi có cảm giác hơi toát mồ hôi. Rồi lại xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Đổi tay phải rồi tiếp tục xoa gáy. Xoa ấm, xoa nóng lên. Đầu hơi cúi xuống. Dùng ngón tay đẩy từ dưới lên trên theo từng đốt xương cột sống cổ. Xoa xoa tay, vỗ đập toàn thân từ trên xuống dưới, vỗ đập phần đầu trước, thả lỏng khớp của hai cổ tay. Trong trạng thái thanh tịnh, hãy dùng lực vỗ đập sao cho vừa phải. Quán tưởng cơ thể giống như chiếc chăn cũ phơi dưới ánh nắng. Hai tay vỗ đập đến đâu bụi bặm bay tứ tung rồi tiêu tán vào không trung. Vỗ đập vai trái.
sau đó vỗ đập vai phải. Tiếp đó vỗ đập trước ngực. Sau đó vỗ đập dưới nách trái, dưới sườn trái. Đổi qua bên phải. Vỗ đập dưới nách phải, dưới sườn phải. Tiếp đó vỗ đập phần bụng. Hai tay thả lỏng vỗ đập. Từ từ đứng dậy. Vỗ đập từ trên xuống dưới mặt trước của đùi, đầu gối, cẳng chân, mắt cá chân, mu bàn chân. Vỗ đập mạnh thêm một chút. Người cao tuổi tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe của mình, chọn phương thức vỗ đập sao cho phù hợp. Vỗ đập nhẹ vào eo phía sau. Vỗ đập xuống vùng mông. Tiếp đó vỗ đập xuống đùi sau, phía sau đầu gối, bụng chân, mắt cá chân, gót chân. Duy trì quán tưởng. Hai tay vỗ đập đến đâu, bụi bặm bay tứ tung tới đó. Tiếp tục vỗ đập mặt trong và mặt ngoài của hai đùi chân. Vỗ đập chân trái trước. Thả lỏng hai khớp cổ tay. Hơi dùng lực một chút vỗ đập từ trên xuống dưới. Sau đó vỗ đập chân phải. Tiếp tục vỗ đập hai cánh tay. Vỗ đập cánh tay trái trước. Vỗ đập vào các bề mặt của tay. Tiếp tục quán tưởng. Tay vỗ đập đến đâu, bụi bặm bay tứ tung tới đó. Sau đó vỗ đập cánh tay phải. Sau khi vỗ đập xong toàn thân, xoa xoa tay, rồi nhẹ nhẹ xoa vuốt toàn thân. Lướt lòng bàn tay không chạm vào cơ thể, quán tưởng những bụi bặm mà chúng ta vừa vỗ đập ra. Nhẹ nhàng rũ bỏ đi, rũ bỏ phiền não. Chúng ta trở nên khỏe mạnh, vui sướng. Đồng thời thầm niệm thu, thu, thu. Nhảy quay tròn lên cao tại chỗ. Năng lượng phân bố đều trong cơ thể, khỏe mạnh, thông suốt, tràn đầy sức sống. Buổi tu học của ngày hôm nay đã cắt tường viên mãn. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.